Tập 23. Lần trước, ở chỗ ở cũ của Trương Nghĩa Lâm, nếu không có cậu, tôi đã sớm lấy được số tiền đó rồi. Cậu đang sợ công an moi ra dấu vết của vụ án khác. Tôi có thể nói cho cậu không? Nếu như tôi nói cho cậu, cậu có đồng ý tiếp quản việc làm ăn của Giả Minh Minh không? Những việc đã qua, đừng nhắc lại nữa. Những việc làm ăn của Giả Minh Minh, anh đừng làm nữa. Tội của chúng ta đã rất nặng. Tội vô ý giết người, bị phạt tù có thời hạn từ 3 đến 7 năm. Hủy thi diệt thể, xóa dấu vết, bị phạt tù có thời gian 3 đến 7 năm. Sách nhiễu cường đoạt tài sản, bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Bây giờ còn thêm tội tổ chức mại dâm, bị phạt tù có thời hạn từ 3 đến 10 năm. Tổng cộng hình phạt của nhiều tội. Cho dù sau này anh có chọn ra đầu thú, thì tôi cũng bị tù 10 năm, anh 10 năm. Tôi thực sự không muốn anh càng lớn sâu hơn. Nếu như có thể gom đủ tiền cho con trai tôi, cho dù ngồi tù thêm 10 năm nữa, tôi cũng bằng lòng. Chẳng phải cậu cũng cần tiền sao? Cậu nói xem làm đòi nợ thì tới khi nào mới gom đủ tiền đi? Hơn nữa không chừng ngày nào đó chúng ta còn bị bắt. Chúng ta không đợi được nữa. Dụ Ngô Tam, chúng ta đã đánh mất cơ hội. Dụ Ngô Hướng Phương, chúng ta cũng đã đánh mất cơ hội. Chúng ta không thể đánh mất thêm cơ hội Giả Minh Minh này nữa. Chúng ta họp lại cùng làm, kiếm được tiền thì chúng ta đi đầu thú. Anh nghĩ như vậy thật sao? Làm gì xấu nào có làm được tới cùng. Thế nào? Chắc chắn anh không nghĩ tới. Có vấn đề gì sao? Anh xem đi. Thủ tục nhận phòng 723 dùng tên anh Lưu Hồng Đào. Giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận phòng cũng dùng giấy tờ của anh. Không phải cậu cho rằng tôi đặt phòng thật chứ? Nếu như anh đặt thật thì anh còn tìm tôi làm gì? Đúng rồi, còn quay lại video chiết xuất từ camera của họ nữa. Tôi phải xem là ai đang đóng giả tôi. Kẻ này nhìn giống tôi sao? Nhìn từ lưng thì không giống. Tại sao? Anh làm gì đẹp trai tới vậy? Được rồi, được rồi. Tôi nói cho cậu biết, vụ án của Sáu Cơ khá đặc biệt. Việc hôm nay không được nói với bất kỳ ai. Anh yên tâm, hai chúng ta có quan hệ gì chứ? Tôi biết rồi. Tôi quay về ngay đi. Vừa hay tôi phải quay về cục, tiện đường đưa cậu về đồn. Được. Vậy tôi hỏi anh, người đứng sau Giả Minh Minh anh hiểu rõ được bao nhiêu? Mỗi lần hắn sai việc cho anh bằng cách nào? Sim điện thoại đó sẽ nhận được tin nhắn phải làm gì? Ngoài ra mỗi lần là một số điện thoại khác nhau. Tôi đã dùng thử điện thoại công cộng gọi điện cho hắn ta, đều nói là số điện thoại không tồn tại. Hắn từng tay sim, nhưng người đằng sau rốt cuộc là ai tôi cũng không biết. Dù sao, chỉ cần tôi làm một việc sẽ nhận được một khoản tiền. Là như vậy đấy. Tiền này chúng ta có thể kiếm, nhưng phải luôn người đằng sau ra. Nếu như có một ngày chúng ta lựa chọn đi đầu thú, ít nhất cũng phải lấy công bù lại, được hưởng khoan hồng. Đây là tin nhắn cấp trên sai việc. Đúng vậy. Khách đến chơi là người như thế nào anh có biết không? Tôi không biết. Anh nghe tôi nói, phải bảo toàn sự an toàn của chúng ta, bảo toàn sự an toàn của gia đình chúng ta. Cách duy nhất
là theo dõi mối làm ăn, chờ thời cơ chụp trộm lại. Những dân chơi này không phải là người bình thường. Chúng ta bắt buộc phải nắm giữ chứng cứ phạm tội của chúng, chúng ta mới an toàn được. Người thân của chúng ta mới an toàn được. Nói như vậy, cậu đã đồng ý. Xem ra giáo dục cải tạo Lê Triệu Từ là chính xác. Mấy hôm nay hắn đòi gặp chúng ta, nói là có manh mối quan trọng muốn cho chúng ta biết. Người đang ở trong phòng thẩm vấn rồi sao? Dân. Tổng giám đốc Lê, gần đây thấy thế nào rồi? Sống không bằng chết. Nếu như tôi cung cấp manh mối quan trọng cho các anh thì có được lập công không? Có thể sửa quan hồng cho tôi được không? Tôi thực sự là không thể ở đây thêm được nữa. Vậy phải xem manh mối của anh cung cấp là gì. Chẳng phải các anh vẫn đang tìm sáu cơ sao? Tôi muốn nói gì có liên quan tới sáu cơ. Anh nói hết những gì anh biết ra. Tôi cũng là suy đoán thôi. Cụ thể sự việc vẫn phải là các anh đi chứng thực. Đúng. Vậy thì dự đoán của anh là gì? Tôi cho rằng sáu cơ chính là Hoàng Bán Thành. Hoàng Bán Thành? Đúng vậy. Chủ tịch hội quản trị của tập đoàn Thiên Thành. Hoàng Bán Thành, anh dựa vào đâu? Giả Minh Minh không chỉ là cộng tác với tôi mà còn cộng tác với Hoàng Bán Thành. Các anh còn nhớ tấm thẻ hội viên của câu lạc bộ của Giả Minh Minh không? Đó chính là thẻ Hoàng Bán Thành làm cho cô ta. Tấm thẻ hội viên đó không phải là anh nhờ Hoàng Bán Thành làm cho Giả Minh Minh sao? Tôi và hắn là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Sao tôi có thể vì tiết kiệm một chút tiền mà để hắn làm cho Giả Minh Minh được? Tôi làm việc đó khiến người khác nghi ngờ sao? Cho dù là như vậy, cũng không thể nói Hoàng Bán Thành chính là sáu cơ. Đương nhiên không đơn giản như vậy. Anh tiếp tục nói đi. Giả Minh Minh cũng đã từng nói với tôi một số việc của Hoàng Bán Thành. Cô ta nói ngoài kinh doanh bất động sản, hắn còn kinh doanh cái khác nữa. Giả Minh Minh không chỉ là tình nhân của anh ta mà còn là người cộng tác của anh ta. Giả Minh Minh từng nói những điều này với anh thật sao? Chắc chắn rồi. Cô ta còn nói việc kinh doanh đó mở đường cho anh ta. Về kinh doanh bất động sản, cả đời này tôi cũng không thể vượt qua hắn được. Anh có biết là kinh doanh gì không? Tôi đã hỏi nhưng cô ta không nói. Cậu nói Giả Minh Minh gặp các cậu, hỏi là người họ Hoàng hay họ Tề sai sử các cậu? Đúng, tôi nhớ rất rõ ràng. Anh nói những điều này vẫn chưa có gì liên quan tới sáu cơ. Sao lại không liên quan chứ? Các anh đừng quên tấm ảnh đó của Tề Quệ Như. Nhưng Hoàng Bán Thành đã chuyển giao cho tôi. Hắn nói là sáu cơ đưa cho hắn ta. Vậy tại sao sáu cơ không gửi tấm ảnh đó cho tôi mà lại buộc thông qua hắn ta chuyển cho tôi chứ? Vậy nên tôi mới nghi ngờ anh ta chính là sáu cơ. Còn có ba sinh viên nữ đó cũng là sáu cơ sắp xếp vào căn hộ của tôi. Chìa khóa của căn hộ đó chỉ có tôi với Giả Minh Minh có. Với quan hệ của Hoàng Bán Thành với Giả Minh Minh, khả năng anh ta lấy được chìa khóa của tôi là rất lớn. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mau, vào đi, vào đi. Chưa từng thấy anh nôn nóng bao giờ. Cửa sổ vẫn còn chưa đóng. Không sao, không sao. Đáng ghét. Mau lên, mau lên, mau chụp đi. Phóng gần một chút. Tôi xem.
Được, tiếp tục đi, mau lên. Tôi xem. Đủ rồi, đi thôi. Thầy, em thấy lời của Lê Triệu Tường cũng không hoàn toàn tin được. Có khả năng là hắn ta vì muốn giảm nhẹ hình phạt cho mình, để sớm được thả ra nên mới tự biên tự diễn. Anh xem, chúng ta đã từng điều tra Hoàng Bán Thành, hắn ta hoàn toàn không dính dáng gì tới vụ án trước. Bây giờ, vẫn chưa tìm được chứng cứ đầy đủ, tất cả chỉ là dự đoán. Nhưng tôi cho rằng vẫn phải tiếp tục điều tra Hoàng Bán Thành. Nếu như là việc làm ăn phi pháp bí mật, vậy chúng ta phải bí mật điều tra. Như vậy, mới không đánh trắng đồng cỏ được, phải không? Tiến bộ đó. Cảm ơn thầy khích lệ. Thu hoạch lớn. Tôi xem. Nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi đã từng gặp người này. Vậy sao? Ông ta là trưởng ban quản lý khu vực phát triển công nghệ cao. Sao cậu lại biết? Trước đây ở trường, tôi đã từng tham gia một hoạt động liên quan tới pháp luật. Chủ đề chính là chống tham nhũng. Người tôi phỏng vấn chính là ông ta. Vậy nói trắng ra là một đám tham quan đúng không? Hạo Trí, tôi đặt một mã số cho hành động lần này của chúng ta. Anh có thể nói việc chính được không? Bây giờ, tìm một nơi an toàn để giấu những tấm ảnh này đi. Được. Được rồi, hôm nay không còn việc gì nữa. Về ngủ thôi, đi. Tôi cũng đã tra ra, quả thực là trưởng ban quản lý khu vực phát triển, phó cục trưởng cục đất đai, trưởng ban quản lý khu vực phát triển, mấy chức vụ này rất to. Tôi cũng đã đi điều tra tình hình nhà nghỉ, rất giống với vụ án Trương Nghĩa Lâm. Người đập phòng ngụy trang từ đầu tới chân, không thể nhìn rõ được. Về phía nhà nghỉ cũng xác nhận là quản lý không chặt, bọn chúng cố tình chọn kiểu nhà nghỉ như vậy. Nhưng khác với vụ án của Trương Nghĩa Lâm ở chỗ, lần này trưởng ban quản lý khu vực phát triển một mình đi vào nhà nghỉ, không có người khác đưa đón. Có nghĩa là hiện trường cũng không phát hiện được người tổ chức mại dâm. Tôi cho rằng bọn họ chắc chắn rút ra được bài học từ vụ án của Trương Nghĩa Lâm mà thận trọng hơn. Nhưng điều bực bội nhất chính là chứng minh nhân dân giả mà chúng dùng để làm thủ tục lại chính là chứng minh nhân dân của tôi. Sáu cơ này cũng quá ngạo mạn. Tôi vẫn luôn nghĩ chắc chắn hắn có tư thù gì đó với tôi. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại mà lại không nghĩ ra. Tôi có thù oán gì lớn với ai đâu. Anh đừng quên, các anh làm cảnh sát bắt bao nhiêu người như vậy, có người thù hận với anh là bình thường. Ai biết được. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Bọn chúng không thể lộ ra sơ sót, bắt người cũng vô dụng. Vậy nên cậu tiếp tục phối hợp với bọn họ, nhờ mối làm ăn này, cố gắng hết sức chụp lại những ảnh trong mỗi lần giao dịch nam nữ. Đợi tới lúc chúng tôi cảm thấy nên tu lưới, một lưới bắt gọn luôn. Được. Còn có việc này. Việc gì? Tiền kiếm được phải xử lý sao? Nhiều không? Không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Một lần cũng 5-6 nghìn. 5-6 nghìn. Cậu làm một lần còn nhiều tiền hơn tôi làm cả tháng đấy. Mục đích của anh là bắt được sáu cơ. Mục đích của tôi là vì tương lai của mình. Vậy nên tôi quyết định là một người cung cấp thông tin cho anh. Là vì bà nội tôi và Tiểu Khả. Tôi không muốn khiến họ thất vọng. Tôi muốn sau này họ biết được tôi đã lấy công chuộc tội. Tiền này chính là chứng cứ. Anh cầm lấy đi. Tôi nhất định sẽ giao cho tổ chức. Chú ý an toàn.
Chàng trai, tôi xem cậu đánh thế nào. Nhảy mã. Trèo lên. Chàng trai, tại sao cậu cứ cắn ngang chân ngựa của tôi vậy? Có phải cậu thấy chân tôi không được tốt, đi hơi khập khiễng không? Nói cho cậu hay, nói đến việc này tôi lại phải lảm nhảm với cậu vài câu. Chân của tổng giám đốc bị năm đó. Được rồi, có lịch sử đó, lịch vạn sự tôi đã nghe nhức đầu rồi. Có thể chê cờ tôi được không? Chứng minh những lời tôi nói cậu vẫn chưa quên. Nói từ đến lượt anh kia. Lên tốt. Anh mà đánh như vậy là thua đấy. Không đúng. Nói tôi à? Thầy, em đã điều tra ra hành trình của Hoàng Mãn Thành, phát hiện bình quân một tuần. Hắn sẽ đến nơi này 3 lần trở lên, đến lui nơi này đều nhiều lần như vậy, nhất định có vấn đề. Em ngồi nguyên ở đây, tôi xuống xem. Ông chủ Hoàng đến rồi. Là cư sĩ, khách của tôi đã tới chưa? Họ tới rồi. Người khách hôm nay rất quan trọng. Ông yên tâm. Vẫn là câu nói cũ. Đạo trưởng Quyền Kính đã nói, việc của ngài cũng là việc của đạo quán. Quả nhiên Hoàng Bán Thành có vấn đề. Nếu hắn là người đứng sau Giảm Minh Minh, thì hắn gặp mặt trưởng ban quản lý khu vực phát triển ở đây bằng cách tính này không kỳ lạ chút nào. Đáng tiếc tôi không có cách nào để nghe xem hai người họ đã nói gì.
Lau đi, lau đi. Lưu Hồng Đào nhận được tin của Lý Hạo Triết, biết được có người đặt khách sạn, anh liền điều cảnh sát trong đồn đi giúp anh điều tra. Kết quả thông tin nhận phòng giống hệt với thông tin lần trước ra được. Như vậy, anh càng cảm thấy nhất định có người hãm hại anh. Là ai? Bế em lên đi. Được. Tôi biết người này là bí thư thành Quỷ Dương, quan chức càng to hơn. Mấy bức ảnh lần này chụp rất tốt. Từ việc bí thư Dương vào trong sơn trang đến việc bí thư Dương gặp người phụ nữ đó, các cậu đều chụp lại được. Hơn nữa quan hệ giao dịch của hai người họ cũng bại lộ rõ ràng. Xem ra lần này chúng ta có thể chọn chủ động xuất kích rồi. Xuất kích? Chủ động xuất kích thế nào? Lấy thân phận của gái mại dâm, gửi những bức ảnh này cho bí thư Dương. Làm như vậy bí thư Dương sẽ cho rằng gái mại dâm đã liên hệ với người nào đó đe dọa ông ta. Bí thư Dương nhất định sẽ tìm ra người đứng đằng sau Giả Minh Minh. Đến lúc đó, người đứng sau Giả Minh Minh nhất định sẽ giao dịch này cho các cậu đi xử lý. Như vậy chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội yêu cầu gặp mặt người đứng đằng sau Giả Minh Minh. Nhưng tấm ảnh này rõ ràng như vậy, nếu đối phương rối lên, không nói đến việc tạm dừng kinh doanh, mà có khi nào trừ khử tôi và lão Bì không?
Không đâu, chúng ta sẽ chọn vài tấm ảnh ở góc độ xa là được rồi. Ví dụ như tấm ảnh trước khi Bí Thư Dương vào Sơn Trang. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta vẫn chưa chụp được những tấm ảnh đằng sau Bí Thư Dương đi vào Sơn Trang hẹn gặp gái mại dâm đó. Được, vậy tôi thử xem. Đi, chúng ta đi tìm chỗ xử lý. Được. Đã đổi chuông sắp được một tiếng rồi. Không được thì nghe đi. Không được. Điện thoại này trước giờ chưa bao giờ gọi điện. Đều là tin nhắn. Hôm nay lại gọi tới thế này, nhất định có vấn đề. Vậy thì tắt đi, gửi tin nhắn hỏi. Tôi đã gửi tin nhắn rồi, nhưng hắn không trả lời tôi. Vậy phải làm thế nào đây? Chẳng phải tôi đang hỏi cậu sao? Vẫn không nghe. Việc này có phải là do trợ thủ của Giả Minh Minh cố ý làm ra không? Tôi nghĩ có khả năng. Người này chắc chắn không phục chúng ta áp chế. Gửi tin nhắn cho hắn, hỏi xem hắn muốn gì. Hắn hỏi chúng ta muốn thế nào? Trả lời lại, hỏi xem hắn muốn gì. Trả lời rồi, hắn hỏi chúng ta muốn thế nào. Xem ra đúng là hắn cố ý làm. Có phải muốn tăng giá không? Gửi tin nhắn cho hắn, nói sau này mỗi vụ làm ăn sẽ cho hắn thêm một dạng tệ nữa. Hắn nói sau này mỗi vụ làm ăn sẽ cho thêm một dạng tệ hoa hồng. Không phải chứ. Anh tự đọc đi. Trả lời lại hắn. Nói ít quá. Đồ khốn. Nhắn cho hắn. Sau này mỗi vụ làm ăn sẽ cho hắn 5 dạng tệ. Đây là cực hạn rồi. Nếu như còn không đồng ý thì không nói chuyện nữa. Hắn nói mỗi vụ làm ăn sau này sẽ cho chúng ta 5 dạng tệ. Đây là cực hạn rồi. Không đồng ý thì không nói chuyện nữa. Trả lời lại hắn. Nói 10 dạng. Anh vẫn chưa hỏi rõ xem là việc gì mà đã mặc cả với hắn rồi. Có lúc mặc cả cũng là một thủ đoạn để làm rõ sự việc. Anh muốn gửi thì gửi đi, tôi mặc kệ. Tôi đã nói với anh ngay từ đầu rồi, không cho anh làm mà anh cứ làm. Vậy thì tự làm đi. Dù sao thì sống cùng sống, chết cùng chết. Không nên nôn nóng. Cậu xem, việc này đã sắp có manh mối rồi. Cậu nghĩ đi. Tại sao hắn lại đồng ý tăng giá cho chúng ta? Điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ điểm yếu của chúng đang nằm trong tay chúng ta. Bằng không sẽ là gì? Nhắn tin lại nói 5 dạng thì 5 dạng. Trả lời rồi, 5 dạng thì 5 dạng. Thỏa hiệp rồi. Nhắn tin lại cho hắn, cho dù những đoạn video bất nhã của khách do ai quay lại, phải tìm hết giao cho chúng ta. Nếu như có bất kỳ phần nào bị lan truyền ra ngoài, tất cả đều chết.
Cậu nói cho tôi biết, có phải cậu đem những video đó gửi cho mấy người khác đó không? Nói cho tôi biết. Anh không sao chứ? Anh bị điên à? Tại sao tôi phải làm gì? Mục đích của tôi là kiếm tiền. Tôi mà làm vậy sẽ hủy cuộc làm ăn này sao? Chắc hẳn là do người đàn bà đó làm. Chắc chắn cô ta đã liên lạc với người của cô ta để dọa nạt khách rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ta. Anh gọi đi. Số máy quý khách hiện không liên lạc được. Xin kiểm tra lại số gọi sau. Quỷ sim rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu đừng suốt ngày hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi đi hỏi ai đi? Nghiệp của anh tạo ra, tôi không hỏi anh thì hỏi ai? Được. Để tôi nghĩ xem. Nhất định phải có cách. Được. Anh nghĩ đi. Tôi sẽ về ngủ trước đây. Nếu như sáng mai anh vẫn chưa nghĩ ra được thì ngày mai quan nghênh. Hai chúng ta hẹn nhau đến cục cảnh sát tự thú. Đợi đã. Tôi đã có cách. Cậu nghe đi. Chúng ta phải lợi dụng hết sự tiện lợi của truyền thông, đăng một tin trả lại đồ đã mất, cảm tạ bằng số tiền lớn. Chẳng phải cô ta muốn tiền sao? Chúng ta sẽ cho cô ta tiền. Cô ta lấy được tiền rồi, trả lại video cho chúng ta. Đăng báo. Đúng. Thầy tốt của tôi ơi, nếu như đăng báo, chẳng phải là thông tin của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ? Chúng ta tự biên ra một câu chuyện là được rồi, đúng không? Người khác đọc cũng không hiểu, còn cô ta đọc sẽ hiểu ngay là giết cho cô ta. Hay là cứ thử đi. Sao giao hàng vẫn chưa tới? Không sao. Công ty giao hàng này trước giờ không làm hỏng việc. Ngộ nhỡ cô ta giữ lại bản sao thì sao? Cô ta sẽ không ngốc. Việc này liên lụy rất lớn. Ngộ nhỡ bị tiết lộ ra ngoài, những người liên lụy đều là người có quyền có thế. Dù ông chủ của cô ta có quan hệ với cô ta cũng tốt, không có quan hệ cũng tốt. Người phải chịu trách nhiệm đầu tiên là cô ta. Đến lúc đó, đến chết có khi cô ta còn có thể không biết mình chết thế nào. Alo, xin hỏi anh có phải là Quách Tuyên Lao không? Anh xuống quán cà phê nhận đơn hàng của anh. Quán cà phê? Quán cà phê nào? Cà phê Danh Điểm. Sao lại đưa tới quán cà phê Danh Điểm, chỗ xa như vậy? Nếu như viết địa chỉ nhận hàng là công ty của chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ bị bại lộ. Phải đề phòng cô ta. Phòng sau này cô ta vạch trần chúng ta. Ở chỗ này, dừng lại. Chào anh, tôi tới xem có đơn hàng của tôi hay không. Anh tên là gì? Quách Thuyên Lao. Đây, của anh. Là của tôi, vậy thì ký nhận đi. Chỗ này phải không? Ký chỗ này, đúng rồi. Được rồi, cảm ơn.
Mau cởi đồ ra đi. Có nghe không? Nghe. Cuối cùng các cậu cũng nghe điện thoại rồi. Những thứ mà anh cần chúng tôi đã lấy về. Đảm bảo là không có bản sao? Vấn đề là giao cho anh thế nào? Anh có thể cho chúng tôi một tài khoản QQ. Tôi muốn gửi cho anh qua mạng. Có cần phải như vậy không? Thứ đó là video, không phải vật dụng. Nói cho cùng, chỉ là một dãy số. Tôi cần một dãy số làm gì? Thứ tôi cần là thành thực. Tôi không hiểu rõ ý của anh. Hẹn thời gian cùng nhau uống trà. Ý của anh là phải gặp nhau phải không? Thế nào? Không dám à? Không phải vậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải gặp nhau. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Anh chịu trách nhiệm với cấp trên của anh, tôi chịu trách nhiệm với các anh. Nếu như việc làm ăn xảy ra vấn đề là do chúng tôi, vậy các anh có thể dùng bất cứ cách nào để trừng phạt chúng tôi. Việc làm ăn chúng tôi làm không phải là việc làm ăn quang minh chính đại. Hai bên đều cần phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Vậy nên tôi cho rằng không cần phải gặp mặt. Hào Trí, cậu nghe đi, nhất định phải tìm cách gặp mặt. Các cậu nói điều kiện trước tiên là sự tín nhiệm của hai bên. Nhưng e rằng chúng ta không có được sự tín nhiệm của đối phương. Tôi dựa vào cái gì phải tin một người đến cả gặp mặt tôi cũng chưa từng gặp? Cho nên gặp mặt mới là chịu trách nhiệm với bản thân. Gặp mặt đều tốt với chúng ta. Anh nói đúng, tôi đồng ý gặp mặt. Cậu là ai? Cậu ấy là người cộng tác của tôi. Chúng tôi làm cùng nhau. Các cậu là ban hợp tác, là người quen ngày ngày gặp mặt. Nhưng các cậu cũng có lúc bất đồng ý kiến. Cao huống chi chúng ta là người xa lạ. Cho nên hiện tại chúng ta còn chưa tính là quan hệ hợp tác. Chúng tôi thật lòng muốn cộng tác với anh. Vậy thì gặp mặt đi. Chúng tôi cũng cần biết anh có thật lòng muốn cộng tác với chúng tôi không? Không. Những lần hợp tác thành công trước đây của chúng ta vẫn chưa thể là chứng minh vấn đề sao? Dù sao các anh cũng không tín nhiệm chúng tôi. Vậy thì tại sao phải sao chúng tôi làm gì? Đợi hai người ý kiến thống nhất rồi hẳn nói đi.